Con mở đi, quà gì đấy? Wow. Đúng không? Wow, papa cui. Cái gì đấy? Quà gì đấy? Mở ra. Wow, đẹp thế. Wow, bây giờ có đôi giày mới mẹ mua. Rồi mở tới cái khác nữa. Wow, gì đấy? Wow, nhiều thế. Wow, đúng rồi. Để hai con đi học, con bận nha. Đẹp quá. Ok, cho không biết là hôm nay là bỏ vô ra. Rồi để qua bên kia. Bây giờ tịnh mở mình. Mở ra, con phải mở ra coi tao cho con cái gì. Ấy ra coi cái gì. Ô đẹp thế. Không phải bùng bùng đâu. William. Wow. Bắt đầu papa xem nào. Ui, rồi để bên kia rồi lại lấy cái khác nữa. Wow, đẹp thế. Giờ bỏ chung trong cái Victoria. Ok, mở ra coi cái đó ai cho con. Đồ chơi gì đấy? Wow. Ai tặng con? Papa Noel. Ông già Noel á? Để đó, còn mở nữa, mở cái khác nữa. Như này của mâm, cái này của mami cho con nè. Nào mở rồi. Merci mami, merci mami đi. Của mami tặng cho con, mami cadeau Noel. Bạn quấn như cái. Cái gì đấy? Wow. Bảo quýnh hết trời người. Mami tặng gì đấy? Cái này merci mami. Merci mami. Đi tặng cho mẹ. Coi mở quà coi cái gì. Wow. Phấn. Phấn thà mặt. Cái makeup cho mẹ. Rồi. Makeup cho mẹ. Cho mẹ đi. Mẹ xin chân đi. Bên này. Thôi được rồi. Để mà mang đi mắt xem. Wow. Mày bệnh nhân tặng cho mama. Cho bệnh nhân cho gì? Wow.
Wow. Kem tắm, dưỡng da, kem tắm với sữa tắm. Công ty. Mở. Wow. Avec ta relay. Merci. Cháu cho. Cái còn có tặng con ở đâu? Wow, nhiều kẹo quá. Wow. Rồi để bác mở tiếp. Mở tiếp đã. Đó. Đây là quà của mẹ ta. Ba mày với mày là gì quà nhất? Mở đi. Wow, áo Levi's à? Wow. Bây giờ không lạnh quá cho bận rồi, đi làm được rồi. Tao tao mở tiếp. Quà của papa sao con mở ra? Wow. Cola, con mở kìa. Khăn. Đây, con mở cái này. Cái này là anh. Phải đường. Cái này của ai? À, cái này của vợ. Này nhiều thế. Còn cái hộp lớn riêng là của mami nhưng chồng chưa mở đến. Xin là biết. Sao cái này bảo sinh nhật mà. Bà bả kìa trời ơi. Đây cái này của mami đó, của mami cho ba ba. Đưa ba mở đi. Con mở cho ba. Ở chỗ papa, để papa mở cho con. Để mở giúp con. Ở đàng hoàng để vào giữ mấy cái hộp. Wow. Ở trong có mấy chi mà. Tặng đổi. Messi mami, mami tặng nhiều thế. Đâu có gì nhiều, có hai cái áo. Cho ba bận đi làm. Messi. Để cho bận thử nè. Ok. Đó, rồi áo. Áo này không có lạnh quá.